Xin thân ái kính chào toàn thể quý ông bà anh chị em là dân sự của Đức Chúa Trời, là những người chờ đợi sự tái lâm của Chúa, và chúng ta được gọi là những người thuộc về Chúa, tức là những người Cơ Đốc phục lâm đang chờ đợi sự tái lâm của Chúa. Vâng, buổi sáng ngày hôm nay chúng ta sẽ nói đến về việc Chúa Giêsu sẽ tái lâm và cái việc Chúa tái lâm sẽ như thế nào. Trong cái khoảng thời gian vừa qua, chúng ta đã có những cái thời gian vui chơi, tức là chúng ta nghỉ ngơi về cái dịp Tết, đúng không ạ? Dịp Tết chúng ta đi chơi bạn bè, chúng ta mình vui vẻ ở trong cái những thành viên trong gia đình. Và ngày hôm nay chúng ta cũng thấy được rằng là cái cộng đồng hay là cái đất nước Việt Nam cũng như trên toàn thế giới dường như là bị lắng xuống, tức là dường như là có sự bình yên. Nhưng chúng ta hãy nhớ lại rằng đất nước Việt Nam chúng ta ha, còn trên toàn thế giới thì chúng ta cũng thấy hình ảnh rất là rõ rồi. Nhưng mà đối với đất nước Việt Nam chúng ta đã trải qua cái điều gì? Một cái trận dịch bệnh, đúng không ạ? Là chúng ta không có được tự do như ngày hôm nay, rằng là chúng ta đến thờ phượng Chúa, chúng ta phải ở trong nhà vì trong cái sự cách ly. Chúng ta hãy nhớ lại cái khoảng thời gian đó. Vì trong cái khoảng thời gian đó là những cái thời gian mà người ta nói rằng là rất là khủng khiếp. Dường như là không có cái sự giao tiếp với xã hội. Mình phải ở trong nhà và thức ăn thức uống dường như là bị hạn chế. Và đó là những gì mà trong Kinh Thánh đã ghi chép ở trong thời kỳ cuối cùng này. Và thưa quý ông bạn chị em, người ta bất ngờ về những cái sự việc đã xảy đến. Người ta không có lường trước được và người ta không có chuẩn bị gì cả. Và thưa quý ông bạn chị em, ở trong Kinh Thánh, ở trong Ma-thi-ơ cũng như là trong Lu-ca, khi Đức Chúa Giê-xu cùng các cái sứ đồ của mình đi ra khỏi cái đền thờ, và có người nói với Đức Chúa Giê-xu rằng là khoe về cái đền thờ thành Giê-ru-sa-lem, rồi chỉ cho Đức Chúa Giê-xu những cái nhà thuộc về cái đền thánh, trong cái sự đẹp đẽ, trong cái sự gọi là tráng lệ của thành Giê-ru-sa-lem lúc bấy giờ, thì Đức Chúa Giê-xu đã phán điều một điều rằng là những cái điều này, những cái sự đẹp đẽ này, có nghĩa là thành Giê-ru-sa-lem, sẽ không có một cái hòn đá nào chồng lên một cái hòn đá khác. Và thưa quý ông bạn chị em, chúng ta hãy mở trong trong Luca sách Luca đoạn 21. Trong Luca đoạn 21 từ câu 5 đến câu số 37. Đây là cái phân đoạn Kinh Thánh nói về cái sự tàn phá của thành Jerusalem và cũng như là cái thời kỳ cuối cùng. Trong thời kỳ cuối cùng, và Đức Chúa Giêsu nói cái điều này ra đã được ứng nghiệm cái lời tiên tri ở trong cái khoảng thời gian sau năm 70 sau Chúa. Là một cái vị tướng tên là Titus đã lãnh một cái đạo binh đến để xâm chiếm, tức là đánh thành Jerusalem. Và đây là cái tài liệu của lịch sử, và lịch sử đã ghi lại rất rõ ràng về cái trận đánh này. Có rất nhiều người chết và có rất nhiều người bắt làm nô lệ. Chính xác hơn là cái tài liệu được ghi chép rằng là có hơn 1 triệu người đã chết ở trong cái thành đó, và có 97.000 người đã bị bắt làm nô lệ. Và được ứng nghiệm trong lời tiên tri trong Luca đoạn 21, tôi xin đọc ở trong cái phần này từ câu số 22 cho đến câu số 24. Vì ngày đó sẽ là ngày báo thù, hầu cho mọi lời đã chép được ứng nghiệm: trong những ngày ấy khốn cho đàn bà có thai và đàn bà cho con bú, vì sẽ có tai nạn lớn trong xứ. Vì cơn thạnh nộ nghịch cùng dân này, họ sẽ bị ngã dưới lưỡi gươm, sẽ bị đem đi làm phu tù giữa các dân ngoại. Thành Jerusalem sẽ bị dân ngoại giày đạp cho đến chừng nào các kỳ dân ngoại được chọn. Thưa quý ông bà anh chị em, cái khoảng thời gian mà Đức Chúa Giêsu nói
để thành Jerusalem sẽ bị tàn phá. Nó là một khoảng thời gian, đến khi mà thành Jerusalem bị tàn phá đó là một khoảng thời gian rất là lâu. Và Chúa nói trước những cái điều này. Và các môn đồ hỏi với Chúa Giêsu rằng là làm sao để biết được những cái dấu hiệu nào để biết được là thời kỳ cuối cùng và cũng như là thành Jerusalem bị tàn phá. Và Đức Chúa Giêsu đã nói những gì? Chúng ta tiếp tục ở trong cái cũng là phân đoạn trong Kinh Thánh, trong Luca đoạn 21 này. Từ câu 20 cho đến câu số từ câu 20 và câu 21 nói rằng: vả khi các ngươi thấy quân lính vây thành Jerusalem, hãy biết sự tàn phá thành ấy gần đến. Lúc đó ai ở trong xứ Giu-đê hãy trốn lên núi, ai ở trong thành phải đi ra ngoài, ai ở ngoài đồng đừng trở vào trong thành. Một cái đặc điểm nhận dạng hay là một cái sự nhận biết rằng là cái sự vây thành Jerusalem. Thưa quý bạn chị em, trước cái sự tàn phá thành Jerusalem năm 70 á, thì có một cái sự vây thành nữa. Có nghĩa là trước cái thời gian đó có một cái cuộc vây thành Jerusalem, nhưng mà gọi là người ta không có đánh chiếm vào được thành Jerusalem, không có bị tàn phá. Nhưng mà lúc bấy giờ thì quân lính vây cái thành Jerusalem này. Và đây là cái dấu hiệu. Đây là cái dấu hiệu để biết được rằng họ phải chạy trốn. Tại vì đây là cái dấu hiệu của cái ngày sự tàn phá thành Jerusalem. Và ở đây tôi muốn đề cập đến trong thời kỳ của Noe. Thời kỳ của Noe, ông đã đóng một chiếc tàu vâng theo lời của Chúa 120 năm. 120 năm và ông đóng một chiếc tàu, và ông rao giảng mọi người phải vào trong tàu. Và cái điều gì cảnh báo ở lúc bấy giờ thời kỳ của Noe? Chính là cái lời rao giảng của Noe, cái việc đóng tàu. Và lúc bấy giờ là chưa có mưa, và ông đóng một chiếc tàu như vậy. Và trước khi mà cái tàu đóng cửa lại đó, là nước lụt đổ xuống đó, thì có rất nhiều cái con vật nó từ ở khắp mọi nơi theo lời của Chúa từng cặp đi vào trong tàu. Và đó cũng là một cái dấu hiệu. Đó cũng là một cái dấu hiệu để cho người ta biết được rằng những cái gì mà Noe đã nói. Và thưa quý ông bà anh chị em, trong thời kỳ cuối cùng này, Chúa có những cái lời cảnh báo cho chúng ta hay không? Hay chúng ta sẽ bất ngờ với những cái gì đang xảy ra? Người ta bất ngờ với những cái tự tai vạ đang xảy ra. Người ta không hiểu được chuyện gì đang xảy ra ở trong thế giới ngày hôm nay. Tại sao có nhiều cái sự động đất? Tại sao có nhiều sự cái cuộc chiến tranh? Và tại sao có nhiều gọi là có nhiều cái căn bệnh, những cái tai nạn xảy đến rất là nhiều, người ta không tránh khỏi, người ta không hiểu. Nhưng thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta là những người con cái của Chúa, chúng ta hiểu rất rõ cái điều này. Tại vì những gì ở trong Kinh Thánh là ghi chép ở trong thời kỳ cuối cùng này, nó phải xảy đến, nó phải xảy đến. Và ở trong Khải Huyền có đề cập rằng là ma quỷ nó biết cái thời giờ của nó sẽ không còn bao lâu nữa, mà nó sẽ giận hoảng mà đến cùng các. Nó sẽ giận hoảng và đem những cái tai vạ đến. Thưa quý ông bà anh chị em, bởi vậy, và người ta giải thích rằng là cái sự Chúa đến sẽ giống như kẻ trộm, giống như ở trong lúc nãy chúng ta đọc ở trong cái phần 1 Tê-xu-ni-ca đoạn 5 đó, thì nói rằng là cái ngày của Chúa đến sẽ như kẻ trộm. Và liệt kê rất rõ rằng là ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm. Trong ban đêm, người ta sẽ không có biết được cái thời giờ. Và trong Khải Huyền, và đây là cái phước thứ năm. Một cái phước thứ năm. Nhưng mà trước cái phước này, ở trong Khải Huyền đoạn 16 câu số 15 á, nói rằng là kìa ta đến như kẻ trộm. Một cái câu nhắc lại rằng là Chúa sẽ đến như kẻ trộm. Và phước cho kẻ tỉnh thức và giữ gìn áo sống mình, đặng khỏi đi lõ lồ và người ta không thấy sự xấu hổ mình. Trước cái phước đó thì Chúa nói rằng Chúa sẽ đến như kẻ trộm. Vậy thì đến như kẻ trộm là cái sự bất ngờ. Và có nhiều người mục sư, có nhiều người truyền đạo ở trong Hội Thánh Cơ Đốc Lâm nói rằng là khi Chúa đến thì
cái sự bất ngờ người ta không hiểu được, người ta không thấy. Có nghĩa là khi Chúa đến thì mỗi mắt sẽ trông thấy. Chúa ở giữa đám mây mỗi mắt trông thấy, có nghĩa là không cần phải biến hóa, không cần, có nghĩa là mọi người đều người ngoại, người không tin Chúa đều có thể thấy hết. Thưa quý ông bà anh chị em, điều đó là một cái sự dạy dỗ và là một cái ý tưởng nó đi trái nghịch lại với lời của Chúa. Vì những gì mà Chúa phán, những gì mà Chúa nói để cho chúng ta có sự chuẩn bị. Thành Jerusalem bị tàn phá, Chúa cũng nói trước mà. Chúa nói cho các sứ đồ và các sứ đồ truyền lại, tức là rao truyền cho những người ở trong thành. Khi gặp những cái điều đó, họ phải ra khỏi thành. Và thưa quý ông bà anh chị em, ngày hôm nay Chúa đến như kẻ trộm. Và những cái tai vạ đang xảy ra, chúng ta có bất ngờ hay không? Chúng ta đang tận hưởng những cái giây phút, chúng ta đang tận hưởng những cái thời gian mà tưởng dường như là yên bình. Chúng ta tận hưởng những cái điều mà gọi là trong thế giới ngày hôm nay mình vui chơi bạn bè, mình công ăn việc làm của mình. Có khi nào chúng ta lại quên mất cái khoảng thời gian mà những cái tai vạ đã đổ xuống? Và thế giới ngày hôm nay người ta đã quên mất cái sự việc, họ quên mất cái sự kiện, cái dịch bệnh vừa qua đã tàn phá như thế nào. Người ta quên mất cái điều đó và người ta không đề phòng những cái việc sẽ xảy đến, nó còn kinh khiếp hơn. Và thưa quý ông bà anh chị em, những người con cái của Chúa, chúng ta có chuẩn bị đầy đủ cái đức tin của mình để chống chọi hay là mình biết được những cái tai vạ xảy đến hay không? Và đó là cái điều ngày trong buổi sáng ngày hôm nay chúng ta sẽ ôn lại, hay là mình sẽ có cái sự chuẩn bị một cách cần thiết nhất. Và trở lại với câu chuyện ở trong sau năm 70 sau Chúa, cái sự tàn phá thành Jerusalem, có người chạy trốn hay không? Có người có chạy ra khỏi thành hay không? Và thưa quý ông bà anh chị em, có tài liệu ghi rõ rằng đã có một cái nhóm người họ đã chạy ra khỏi thành Jerusalem và họ cư ngụ, có nghĩa là cái nơi họ ẩn trốn đó có tên là Beula và cách thành Jerusalem khoảng 27 cây số. Và dưới cái chân núi của bờ biển Galilee đó, đó là cái nơi ẩn trốn của những người đã nghe cái sự kêu gọi, hay là những cái lời mà những cái sứ đồ đã nói với sự báo trước về thành Jerusalem. Và thưa quý ông bà anh chị em, ngày hôm nay chúng ta không cái sự chuẩn bị của chúng ta là như thế nào? Cái sự chuẩn bị của chúng ta như thế nào về đời sống tâm linh của mỗi một chúng ta trong thời kỳ cuối cùng này? Ở trong Luca đoạn 21, cũng là trong Luca đoạn 21 câu 34 đến câu 36 có chép rằng: vậy hãy tự giữ lấy mình, e rằng sự ăn uống quá độ, sự say sưa và sự lo lắng đời này làm cho lòng các ngươi mê mẩn chăng, và e ngày ấy đến thình lình trên các ngươi như lứa bủa. Vì ngày đó sẽ đến mọi người ở khắp trên mặt đất cũng vậy. Vậy hãy tỉnh thức luôn và cầu nguyện để các ngươi được tránh khỏi các tai nạn sẽ xảy ra và đứng trước mặt con người. Và thưa quý ông bà anh chị em, là những người đã được Chúa kêu gọi, e rằng là chúng ta say sưa trong cái cuộc đời này mà lại mình lại quên mất cái việc tái lâm của Chúa, và mình lại quên mất cái gì, những cái tai vạ đang xảy ra. Dường như ngày hôm nay là cái tai vạ nó chưa xảy ra nhiều, đúng không? Vừa qua cái trận dịch bệnh thì mình gọi là lắng xuống rồi, nó không có gì xảy ra nữa. Thì ở trong lúc nãy chúng ta đọc ở trong 1 Tê-sô-ni-ca nói rằng là hòa bình và yên ổn, người ta sẽ rao truyền hòa bình và yên ổn. Dường như là dạng như là có cái vaccine rồi sẽ không còn vấn đề nào nữa trong những cái dịch bệnh. Người ta sẽ dùng đủ mọi cách để ngăn chặn cái dịch bệnh, hay là người ta sẽ ngăn chặn cái động đất sóng thần. Người ta báo trước cái điều đó để tránh mà.
Nhưng thưa quý ông bà anh chị em, cái sự bất ngờ sẽ thình lình vụt đến. Và ở trong một Tisuka cũng nói rằng là người ta sẽ không tránh khỏi đâu, chắc chắn là sẽ không tránh khỏi. Nhưng thưa quý ông bà anh chị em, là những người con cái của Chúa, chúng ta sẽ được bảo vệ như thế nào? Chúng ta bảo vệ như thế nào? Có phải rằng là chúng ta phải tìm một cái chỗ nào đó ẩn nấp, một cái chỗ nào đó mà chúng ta mua đất, người ta nói rằng là phải lên núi, hay là một cái chỗ nào đó an toàn? Nhưng thưa quý ông bà anh chị em, chẳng có một nơi an toàn nào ở trong cái địa cầu này, ngoại trừ ở trong cái quyền năng của Chúa. Ở trong cái bàn tay của Chúa thì Chúa mới bảo vệ chúng ta. Tuy rằng chúng ta sống ở trong cái đất nước như là đất nước mà những cái chỗ mà chiến tranh hay là động đất đi, Chúa vẫn giữ gìn. Chúa vẫn giữ gìn những người con thái thật của Chúa. Và thưa quý ông bà anh chị em, đó là đức tin của chúng ta mới giữ được cái linh hồn của mình, tức là cái sự sống của mình. Và tiếp tục ở trong Luca, ở trong Luca cũng nói về Luca đoạn 12 câu 39 câu số 40, nói rằng hãy biết rõ nếu chủ nhà hay kẻ trộm đến giờ nào thì sẽ tỉnh thức, chẳng để cho nó đào ngạch nhà đâu. Câu số 40 nói rằng các ngươi cũng vậy, hãy trực cho sẵn, vì con người sẽ đến trong giờ các ngươi không ngờ. Vì thì giờ của Chúa đến không ngờ, đến bất ngờ. Tức là bất ngờ ở đây không phải là việc Chúa Giêsu tái lâm bất ngờ, nhưng mà những cái tai họa sẽ bất ngờ. Những cái tai họa bất ngờ tại vì chúng ta đã không chuẩn bị đời sống tâm linh của mình ở trong Chúa, ở trong lời của Chúa. Đó là cái sự bất ngờ. Mình sẽ không thể nào mình xoay chuyển được. Mình sẽ không thể nào chuẩn bị xoay chuyển được. Và thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta hãy có một cái tư tưởng một tí xíu về thành Jerusalem. Nếu như các sứ đồ không rao giảng thành Jerusalem bị tàn phá, và họ chỉ rao giảng một lần, liệu có đủ hay không? Liệu có đủ hay không? Và người ta có chuyên tâm hay là người ta sẽ chuẩn bị cái sự quay thành Jerusalem hay không? Hay là đến lúc quay thành Jerusalem rồi người ta mới chuẩn bị? Chắc chắn là không. Chắc chắn rằng là các sứ đồ họ luôn nói và luôn đề cập đến thành Jerusalem, vì sự tàn phá sẽ đến. Và việc rao truyền này rất là quan trọng, vì đó là lời của Đức Chúa Giêsu. Vì đức tin. Và nói về khía cạnh nữa là đó vì là đức tin. Đó là vì đức tin. Và trong thời kỳ cuối cùng này, để đề cập đến đức tin thì chúng ta phải như thế nào? Vì chuẩn bị đức tin của mình, phải chuyên tâm học và suy gẫm lời của Chúa. Mà chuyên tâm học và suy gẫm lời của Chúa ở đâu? Có phải là nói về việc Chúa Giêsu chết, Đức Chúa Giêsu sống lại, Đức Chúa Giêsu về trời, vậy là đủ? Vậy thưa quý ông bạn cho em, không bao giờ đủ. Tại vì nó phải đề cập đến sứ điệp ba thiên sứ, tức là sẽ có hiện. Tại vì những cái tai vạ ngày hôm nay xảy đến đều là do ma quỷ dẫn đến. Mà ma quỷ dẫn đến những tai vạ này là những cái người mà thuộc quyền với nó đó, tội lỗi đó, thì sẽ bị chết bởi tai nạn của nó. Bởi vì nó có cho các dân tộc, ở trong cái vị thiên sứ thứ hai nói rằng là vì nó có cho các dân tộc uống rượu tà dâm thạnh nộ của nó, tức là nó lừa dối mọi người trong việc thờ phượng nó. Và nó cũng dẫn những cái tai vạ xảy đến, và tội lỗi phải nằm trong sự chết. Thưa quý ông bà anh chị em, bởi vậy ngày hôm nay cái việc nhắc nhở cho mỗi một chúng ta về cái việc tái lâm của Chúa như kẻ trộm như thế nào, sự bất ngờ thế nào. Và quay lại trong khải huyền nói rằng là những cái kẻ tỉnh thức và giữ gìn áo sống mình, đây nói về cái ý nghĩa gì? Đức Chúa Giêsu đã khoác cho chúng ta một chiếc áo công bình. Tuần trước chúng ta đã suy gẫm một cái sự cớ phước, đó chính là giặt phiếu áo trắng mình trong huyết của chiên con đó, tức là cái việc mà giặt chiếc áo, tức là cái sự ăn năn. Và khi mà chúng ta đã được Chúa giặt cái áo, tức là chúng ta giặt cái áo ở trong huyết của Chúa, chúng ta tin nhận vào Đức Chúa Giêsu,
chúng ta có muốn cái chiếc áo trắng này nó bị dơ nữa hay không? Có ai muốn mặc áo chiếc áo dơ hay không? Chúng ta ra đường, chúng ta chắc chắn là muốn mình một cái chiếc áo rất là sạch, đúng không? Chứ không ai muốn là một chiếc áo dơ, một chiếc áo mà chấp vá, một chiếc áo tinh sạch. Và Chúa bảo rằng là phải giữ chiếc áo này. Tức là Chúa nói với người đàn bà ở trong Kinh Thánh, nói rằng bà mà tà dâm đó, những cái người Pharisee, người thầy hồng giáo nói rằng là: thưa thầy, cái người này bị tội tà dâm và bắt tại trận thì thầy sẽ xử lý như thế nào? Thì Đức Chúa Giêsu nói rằng là nếu trong các ngươi ai không có tội thì hãy ném đá người đàn bà này đi, có nghĩa giết được người đàn bà này đi, thì mọi người đều tản ra, vì họ biết được rằng là không ai mà không có tội cả, đúng không ạ? Và người đàn bà nói rằng là nói với Đức Chúa Giêsu đó: thầy xin lỗi, là cái chỗ đó rằng là Đức Chúa Giêsu nói rằng là tội lỗi đã được tha, và Chúa nói một cái câu mà nhấn mạnh rằng là đừng có phạm tội nữa, tức là đừng có quay trở lại cái tội lỗi đó nữa. Thưa quý ông bà anh chị em, ngày hôm nay Chúa Giêsu đã tha tội lỗi cho chúng ta ở trong huyết của Ngài, và chúng ta đừng nên phạm tội nữa. Tội lỗi ngày hôm nay nó đầy dẫy, và tội lỗi ngày hôm nay nó rất là quỷ quyệt ở trong cái sự thờ phượng. Và chúng ta nếu như không nhận ra thì mình sẽ lờn Đức Thánh Linh, tức là cái sự công bình của Chúa sẽ không còn ở trên mình nữa. Chiếc áo của Chúa ban cho mình, Chúa đã giặt chiếc áo cho mình rồi, thì hãy giữ gìn chiếc áo đó, để ở trong Kinh Thánh nói rằng là để mình khỏi đi lõa lồ và người ta không thấy sự chống hổ mình. Ở trong Kinh Thánh chúng ta hãy nhớ lại rằng là cái hội thánh cuối cùng là hội thánh Laodice, và nhắc đến cái gì ạ? Các ngươi rất là nghèo khó mà tưởng mình là nghèo giàu. Nghèo khó đây tức là cái sự nghèo khó về tâm linh. Họ tưởng mình, tức là đang nói về hội thánh còn sót lại là hội thánh Cơ Đốc của Lâm, tưởng rằng là có lẽ thật của Chúa, tưởng rằng là đi trong giữ các điều răn của Chúa, nhưng thật sự là rất là nghèo khó ở trong phần tâm linh. Thưa quý ông bà anh chị em, ngày hôm nay cái việc chúng ta không cẩn thận thì chúng ta tự hào rằng mình lại rất giàu có, nhưng thật sự là Chúa nói rằng là các ngươi khốn khó, đuôi ngoặt, lõ lồ mà tưởng rằng là mình tốt đẹp. Vậy thì làm sao chúng ta được giàu có ở trong Chúa, tức là đức tin của mình được giàu có và người ta không thấy cái sự xấu hổ của mình, tức là cái sự công bình của Chúa mặc cho chúng ta và che cái lấp cái tội lỗi của mình? Thì mình hãy có một cái đời sống trong sạch. Mà đời sống trong sạch là phải suy gẫm luật pháp của Chúa. Luật pháp của Chúa chỉ cho chúng ta biết tội lỗi, chỉ cho chúng ta biết tội lỗi. Và thưa quý ông bà anh chị em, không phải chúng ta đến nhà thờ vào ngày thứ bảy là đủ, nhưng cái đời sống đức tin của chúng ta ở nhà, tức là cá nhân của mình ở nhà hiện tại, đời sống phải trọn vẹn theo ý muốn của Thánh của Chúa là mới là trọn vẹn. Đức tin là phải trọn vẹn, và đức tin không có một thiếu một cái phần nào được màu khác. Ngày hôm nay có việc người ta nói rằng là ngày Sa-bát thôi, nhưng mà họ ít đề cập đến cái đời sống đức tin hàng ngày, có nghĩa là cá nhân. Chưa chắc gì chúng ta đến đây thờ phượng Chúa vào ngày Sa-bát ngày thứ bảy mà đời sống của chúng ta ở nhà mình lại, tại vì người ta không thấy được. Vậy ngày hôm nay chúng ta đến đây thờ phượng Chúa, mọi người đều nhìn thấy đúng không? Nhưng khi trở về nhà, khi bước ra cái nhà thờ này, đời sống chúng ta lại quay trở lại như cũ, thì nó chỉ là vô ích, nó chỉ là một cái hình thức, nó chỉ là một hình thức. Nên thưa quý ông bà anh chị em, trong buổi sáng ngày hôm nay, một thông điệp gửi đến chúng ta rằng Đức Chúa Giêsu sẽ đến như kẻ trộm cho những người nào không chuẩn bị. Cho những người nào không chuẩn bị, tức là chúng ta ngày hôm nay. Quay chuyện ngược lại, trở lại tí xíu về cái phần trong 1 Tê-sô-lô-ca đoạn 5
Và đây là cái câu để nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta là con của sự sáng. Mục tiêu sư ca đoạn 5 câu số 4 đến câu số đến câu số 11. Tôi xin đọc nguyên cái phần này và để chúng ta hãy suy gẫm xem mình có bất ngờ về những cái tai họa, mình có bất ngờ về việc Đức Chúa Giêsu tái lâm hay không. Từ câu số 4 trở đi nói rằng: nhưng hỏi anh em chẳng phải ở nơi tối tăm nên nổi ngày đó đến thình lình cho anh em như kẻ trộm. Anh em đều là con của sự sáng và là con của ban ngày. Chúng ta không phải thuộc về ban đêm, cũng không phải thuộc về sự mờ tối. Vậy chúng ta chớ ngủ như kẻ khác, nhưng phải tỉnh thức và dè dữ. Vì kẻ ngủ thì ngủ ban đêm, kẻ say thì say ban đêm. Nhưng chúng ta thuộc về ban ngày, nên hãy dè dữ, mặc áo giáp bằng đức tin và lòng yêu thương, lấy sự trông cậy về sự cứu rỗi làm mẫu trụ. Vì Đức Chúa Trời chẳng định sẵn cho chúng ta bị cơn thạnh nộ, nhưng cho được sự giải cứu bởi Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta. Lời Đấng đã chết vì chúng ta, hầu cho chúng ta được, chúng ta hoặc thức hoặc ngủ đều được đồng sống với Ngài. Vậy thì anh em hãy khuyên bảo nhau, gây dựng cho nhau như anh em vẫn thường làm. Vậy thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta là con của sự sáng, chúng ta không thuộc về sự mờ tối. Chúng ta biết rõ về cái sự thình lình vụt đến, những tai họa xảy đến, và chúng ta biết rất rõ về sự tái lâm của Chúa, nên hãy dè dữ và tỉnh thức, vì chúng ta không thuộc về sự mờ tối. Vậy thì thưa quý ông bà anh chị em, vậy là những người con cái đang chờ đợi sự tái lâm của Chúa, hãy cẩn thận, hãy luôn suy gẫm luật pháp của Chúa ngày và đêm. Và để làm sao chúng ta giữ được cái áo sống này, chúng ta phải đi đóng tàu giống như Noe, rao giảng sứ điệp và sống cho sứ điệp của ba vị thiên sứ. Và đó là cái điều chúng ta mới giữ được cái áo sống của mình. Vì Chúa phán rằng là phải giữ những lời tiên tri trong sách. Trong sách nào ạ? Khải huyền. Trong sách này, trong sách khải huyền. Vì sự gần đến, tức là sự tái lâm của Chúa gần đến. Cầu xin Chúa ban ơn cho quý ông bạn em, để rồi mỗi một chúng ta hãy sống cho sứ mệnh, mỗi một chúng ta hãy đóng tàu và tham gia đóng tàu. Vì đó mới giữ được cái áo sống, hay là giữ được cái đức tin của mình cho đến khi Đức Chúa Giêsu tái lâm. Xin Chúa ban ơn chúc phước cho quý ông bà anh chị em, từ đây cho đến khi Ngài tái lâm, tức là Đức Chúa Giêsu tái lâm. Amen.